lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3. Sư đoàn 325 quân đoàn 2 huấn luyện bộ đội nắm chắc kỹ chiến thuật, nhất là khi vượt sông ban đêm. Được coi là chiếc phao cứu sinh khi không còn nguồn thuốc viện trợ, người nhiễm HIV vẫn từ bỏ bảo hiểm y tế vì sợ công khai danh tính. Nhật Bản kỷ niệm 8 năm thảm họa động đất sóng thần. Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 3. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Và chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị xây dựng luật dân quân tự vệ sửa đổi với trách nhiệm cao của Ban soạn thảo Bộ Quốc phòng. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày tờ trình về dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi. Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, việc xây dựng luật dân quân tự vệ sửa đổi là cần thiết vì nhiều chủ trương quan điểm mới của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến luật dân quân tự vệ chưa được thể chế và cụ thể hóa. Một số quy định của luật dân quân tự vệ chưa thống nhất đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng. Nhiều vấn đề mới phát sinh trên thực tiễn liên quan đến dân quân tự vệ chưa được điều chỉnh, bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập trong xây dựng huấn luyện đào tạo hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ. Tôi nhất trí sự cần thiết là phải sửa đổi luật dân quân tự vệ. Những cái lý do như chính phủ đã nêu trong tờ trình và thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh, thì Hiến pháp có nói là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp. Nhưng mà không có nghĩa là chính quy hóa cái lực lượng này. Dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi gồm 8 chương 50 điều, bổ sung nhiều quy định mới. Nổi bật là điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ của dân quân tự vệ để phù hợp với quy định của luật quốc phòng. Bổ sung quy định phụ cấp đặc thù đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ trên biển. Bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực trên địa bàn biên giới, ven biển, đảo, trọng điểm quốc phòng và bổ sung chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ quân sự cấp xã, việc tổ chức lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp. Bởi vì thực tế 10 năm qua mà ta thành lập được các cái lực lượng tự vệ trong các nhà máy rất ít và hầu như tác dụng của nó không cao. Nhưng luật mới vẫn phải đưa vào và vẫn đưa ra những cái điều kiện này vì đã xác định dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang thì nó đầy đủ các cái chức năng của quân đội, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân tham gia sản xuất đã ghi trong hiến pháp rồi. Vẫn giữ cái ưu đãi tương quan cân đối của lực lượng vũ trang so với hành chính như hiện nay. Và trên cơ sở các cái lực lượng đặc thù thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định các cái chế độ phụ cấp. Thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát các quy định về tinh giản biên chế, chế độ tiền lương phụ cấp và ngân sách nhà nước để bổ sung hoàn thiện nội dung luật dân quân tự vệ sửa đổi, đảm bảo cụ thể, không chung chung và có tính khả thi cao để trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp thứ 7 tới. Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Ngài Delfin Lorenzana, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3. Vào sáng nay, lễ đón chính thức đoàn được tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana góp phần quan trọng trong việc phát triển quan hệ quốc phòng Việt Nam-Philippines ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Delfin Lorenzana đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước và quan hệ quốc phòng song phương trong thời gian vừa qua. Trong đó tập trung nhấn mạnh những kết quả đạt được từ khi hai bộ quốc phòng hai nước ký thỏa thuận về quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng năm 2010. Hai bộ trưởng khẳng định,
quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Philippines đã có bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật như việc trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế đối thoại, tham vấn được duy trì và phát huy hiệu quả cao. Hợp tác hải quân, đào tạo, trao đổi thông tin, đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, nhóm công tác chung về quốc phòng và tham vấn hải quân song phương. Hai bộ trưởng thống nhất phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới, trong đó thường xuyên duy trì gặp gỡ, trao đổi, tham vấn và ủng hộ sáng kiến của nhau tại các diễn đàn đa phương. Trong đó, Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động và hội nghị quốc phòng quân sự trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực như giao lưu sĩ quan trẻ, hợp tác về công nghiệp quốc phòng, an ninh phi truyền thống, không quân và quân y. Sáng nay, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chiều nay, thì đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Philippines đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hiện tại, thì Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã hoàn thành một nửa thời gian nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Sau đó, công tác chuẩn bị triển khai Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 đang được tiến hành khẩn trương để sẵn sàng thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 vào tháng 7 tới. Vào sáng nay, thì Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc quân đội tham gia hoạt động gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp nhằm rà soát cụ thể từng hoạt động chuẩn bị. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng và Trung tướng Lê Hiển Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Hiện tại, toàn bộ cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 Việt Nam đã được huấn luyện chuyên môn quân y thành thục theo quy trình chuẩn và trên bộ máy móc trang thiết bị điều trị chuẩn của Liên Hợp Quốc. Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã hoàn thành huấn luyện tiền triển khai chuyên môn gìn giữ hòa bình cho toàn bộ các thành viên bệnh viện vào tháng 1 năm 2019. Một số cán bộ, nhân viên bệnh viện còn được cử tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu về các kiến thức gìn giữ hòa bình như bảo vệ dân thường, sĩ quan hậu cần, sĩ quan tham mưu trong và ngoài nước, các khóa huấn luyện tổng hợp, huấn luyện trên sa bàn. Từ tháng 9 năm 2017, Cục gìn giữ hòa bình cũng đã chủ trì phối hợp với Australia và Học viện Quân y đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2. Liên quan tới kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đến thực địa và vận chuyển đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành nhiệm vụ trở về, các cơ quan có liên quan của Bộ Quốc phòng đang tích cực liên hệ để tranh thủ sự hỗ trợ của các nước đối tác, hỗ trợ phương tiện vận chuyển người và máy móc, trang thiết bị từ Việt Nam tới Nam Sudan. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định thanh tra công tác quốc phòng đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kế hoạch thanh tra gồm nhiều nội dung, trong đó có những nội dung trọng tâm như là thanh tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác quân sự quốc phòng theo quy định của pháp luật, công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và thực hiện công tác giáo dục quốc phòng toàn dân cho cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quản lý. Thanh tra nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, việc lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ động viên các nguồn lực của Bộ, thanh tra việc chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, ngành, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương thực hiện công tác tổ chức, huấn luyện, hoạt động của lực lượng tự vệ và tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Thanh tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về bảo đảm ngân sách đối với sự nghiệp quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Thời gian thanh tra sẽ diễn ra trong 20 ngày, bắt đầu từ hôm nay. Hiện nay, hoạt động bay của Binh đoàn 18 Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam được thực hiện cả ở trong nước và nước ngoài với nhiều chủng loại máy bay khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay, công tác huấn luyện có ý nghĩa hết sức quan trọng và là tiền đề, là cơ sở để Binh đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019 của Binh đoàn diễn ra hôm nay, đơn vị xác định đặc biệt ưu tiên cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các khoa mục huấn luyện bay bao gồm huấn luyện bay nâng cao, huấn luyện bay đêm, huấn luyện bay hồi phục, huấn luyện bay tích lũy cho phi công bay dầu khí, bay mìa, bay cứu hỏa, bay tìm kiếm cứu nạn, bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng và nhà nước. Bên cạnh đó, Binh đoàn cũng tổ chức huấn luyện quân sự quốc phòng, huấn luyện chiến đấu, quyết tâm hoàn thành trước quý 3 năm 2019, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Huấn luyện vượt sông là một nội dung quan trọng và khó đối với các đơn vị bộ binh. Nhất là trong thời tiết giá lạnh hay là trong đêm thì nội dung huấn luyện này càng thêm những nội dung khó khăn hơn.
và nhưng lại càng sát thực tế chiến đấu hơn. Để bộ đội thành thạo kỹ chiến thuật cá nhân và công tác hiệp đồng vượt sông, Sư đoàn 325 Quân đoàn 2 đã tăng cường độ luyện tập để bộ đội nâng cao kỹ năng quan trọng này. Ngay sau khi nhận được lệnh vượt sông, các chiến sĩ đã khẩn trương làm tốt công tác sẵn sàng cơ động. Thời gian bao gói, phối hợp liên kết bè mảng, ngụy trang vũ khí diễn ra rất ngắn. Bởi vậy, bộ đội phải thao tác nhanh gọn, khẩn trương, đảm bảo quá trình vượt sông diễn ra bí mật, an toàn. Để bảo đảm an toàn trong huấn luyện vượt sông đối với trung bay phòng không người lên bay, thì điều quan trọng nhất đó là các xạ thủ phải liên kết hệ thống bè mảng bảo đảm thật chắc chắn. Và sau khi liên kết xong thì phải có các đoạn dây để cố định các bộ phận của súng. Và chính bản thân chúng tôi đây là sau khi liên kết xong là cũng tham gia vượt sông cùng với bộ đội. Và để điều quan trọng nhất trong quá trình vượt sông đó là phải giữ được thăng bằng của bè và hướng bơi. Trong đêm tối, mọi việc càng trở nên khó khăn hơn với bộ đội vì tầm quan sát bị hạn chế, nhưng cũng từ đó giúp bộ đội càng đến gần với thực tế chiến đấu hơn. Không được sử dụng đèn chiếu sáng, bộ đội phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về khoảng cách và ký tín, ám hiệu. Và chặng đường vượt sông ngày càng dài, càng đòi hỏi thể lực, ý chí, bản lĩnh cao hơn đối với từng chiến sĩ. Trong quá trình huấn luyện, nhiệm vụ vượt sông qua đêm, chúng tôi gặp những khó khăn như tầm nhìn hạn chế, địa hình rừng núi khó khăn cho gói buộc liên kết bè mảng khi tiếp nước, nhiệt độ xuống thấp, thời tiết lạnh, vượt sông gặp những dòng chảy xoáy xiết, đòi hỏi chúng tôi hiệp đồng với nhau chặt chẽ, từng yếu lĩnh động tác an toàn, đảm bảo cái nguyên tắc là an toàn đối với quá trình huấn luyện vượt sông ban đêm. Thì trên cơ sở đó thì chỉ huy trung đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức theo dõi, chỉ đạo trực tiếp để có vấn đề gì để xử lý các cái tình huống và rút kinh nghiệm kịp thời. Huấn luyện sát với thực tế chiến đấu giúp bộ đội rèn luyện thể lực và nắm chắc kỹ chiến thuật, nhất là khi vượt sông ban đêm. Nội dung này góp phần tăng cường kỹ năng hành trú quân trong chiến đấu cho bộ đội. Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Tuổi trẻ Trung đoàn Radar 351 Hải quân xung kích làm chủ vũ khí. Bên cạnh việc gieo con chữ tới bà con, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vàng Lao Lử, đồn biên phòng Mường Lạn, bộ đội biên phòng Sơn La còn giúp nhân dân phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Thực hiện kế hoạch chuyên án 019A đấu tranh đối với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Quan Hóa Mường Lát vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay ngày 11 tháng 3 tại khu vực Bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, đồn biên phòng Trung Lý phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng bắt quả tang đối tượng Thao Chống Lâu, sinh năm 1965, trú tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ là 6kg ma túy tổng hợp dạng đá. Đối tượng Lâu khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông Lào chưa rõ danh tính về Việt Nam bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời bàn giao người và tăng vật cho công an theo quy định của pháp luật. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý kiểm soát tình hình địa bàn được phân công, Trung đoàn Radar 351 vùng 3 Hải quân đã tạo thuận lợi cho cán bộ sĩ quan học tập, nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm khai thác sử dụng hiệu quả trang bị khí tài hiện có. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thường trú tại miền Trung. Là trợ lý ban kỹ thuật trung đoàn, đại úy Ngô Văn Hùng dành khá nhiều thời gian, công sức học ngoại ngữ, công nghệ thông tin, nghiên cứu tài liệu. Anh đã viết thành công 4 phần mềm tin học ứng dụng vào nhiệm vụ, gồm mô phỏng hoạt động radar score 3000, mô phỏng hoạt động khí tài thông tin công nghệ cao, hỗ trợ nhận dạng sóng hồi mục tiêu, phần mềm tự học tiếng Anh. Trong đó, phần mềm mô phỏng hoạt động radar score 3000 đạt giải 3 trong hội thi mô hình học cụ trang thiết bị huấn luyện toàn quân. Để viết được cái phần mềm đó thì bản thân tôi là phải là ám hiểu và nắm chắc cái thiết bị, thậm chí là làm chủ tới mức là cao cái thiết bị đó, khi đó mình mới viết được cái phần mềm đó. Thì là khi đề tài được nghiệm thu xong thì là sẽ ứng dụng cái sản phẩm đó vào công tác huấn luyện. Với phần lớn vũ khí trang bị kỹ thuật mà đơn vị quản lý trong biên chế liên quan đến tài liệu nước ngoài,
nên Trung đoàn 351 vùng 3 Hải quân đã tổ chức mô hình tổ học tập ngoại ngữ và tổ tin học chuyên ngành. Ngoài cập nhật kiến thức về các loại radar hiện đại, thông qua các mô hình này, nhiều cán bộ trẻ trong đơn vị tích cực nghiên cứu và hoàn thành nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để ứng dụng vào thực tế nhiệm vụ. Đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về ngoại ngữ tin học để nâng cao trình độ cho cán bộ và nhân viên trẻ của đơn vị. Và đến hiện tại đã nắm chắc được tính năng kỹ thuật cũng như làm chủ được vũ khí trang bị của đơn vị. Tiếp tục động viên bộ đội để làm sao mà tích cực học tập nâng cao về cái trình độ ngoại ngữ để có thể biên dịch các cái hệ thống tài liệu của vũ khí trang bị kỹ thuật mới để làm sao mà xây dựng thành các cái giáo trình và các cái bộ giáo án chuẩn để tổ chức huấn luyện làm chủ cho bộ đội, cũng như là xây dựng cái quy trình bảo quản, bảo dưỡng cho từng loại vũ khí trang bị kỹ thuật sát với thực tế. Nỗ lực tự học, tự nghiên cứu giúp cán bộ sĩ quan trẻ Trung đoàn Radar 351 Hải quân làm chủ vũ khí trang bị mới. Đặc biệt, với hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật do bộ đội tạo ra đã giúp đơn vị khắc phục 80% hỏng hóc của vũ khí trang bị. Ngày hôm nay, nhiều đơn vị đã tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các chuyên ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu sáng nay đã tổ chức tập huấn công tác khảo thí các học viện nhà trường năm 2019. Công tác khảo thí của các học viện nhà trường thời gian qua đã đi vào nền nếp, từng bước khắc phục hiện tượng tiêu cực, bệnh thành tích trong dạy học, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác thi, kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm khách quan, trung thực. Đa số các học viện nhà trường đã xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đáp án và tổ chức chấm thi tập trung đối với các môn thi tự luận. Thời gian tới, công tác khảo thí trong các học viện nhà trường quân đội tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát phúc tra quá trình thi kiểm tra, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm sinh đề, phần mềm gieo phách, nhập điểm, chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Quân chủng Hải quân sáng nay cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2019 cho gần 350 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị đóng trong khu vực phía Nam từ Bình Thuận trở vào. Đây là dịp để các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chính trị có điều kiện học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề thực tiễn đang diễn ra trong tổ chức và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị cơ sở hiện nay. Sau tập huấn, các đồng chí tham dự khi về đơn vị sẽ vận dụng các kiến thức được trang bị tại hội nghị để duy trì hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng mọi mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại cơ quan, đơn vị mình. Tại Đà Nẵng, Quân chủng Phòng không Không quân sáng nay đã tổ chức hội nghị tập huấn ngành pháo phòng không tên lửa tầm thấp năm 2019 cho hơn 80 đại biểu là lãnh đạo chỉ huy Cục Kỹ thuật, chỉ huy phòng kỹ thuật thuộc các cơ quan quân chủng, ban pháo phòng không tên lửa tầm thấp, ban kỹ thuật các trung đoàn pháo phòng không thuộc các sư đoàn, học viện, nhà trường, nhà máy trong Quân chủng Phòng không Không quân. Nội dung tập huấn bao gồm các vấn đề trọng tâm là quản lý, sử dụng, bảo đảm kỹ thuật súng, đạn, bộ binh, bảo đảm kỹ thuật cho đại đội pháo phòng không, hướng dẫn sử dụng mẫu biểu quản lý ngành quân khí sửa đổi. Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại kho K336 và Trung đoàn Pháo phòng không 224, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không Không quân. Cùng với tấm gương không ngừng nỗ lực trong nghiên cứu khoa học, tạo nên những sản phẩm có giá trị, tuổi trẻ quân đội còn có những tấm gương, những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp đỡ nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vàng Lao Lừ, đội vận động quần chúng đồn biên phòng Mường Lạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chính là một trong những tấm gương tiêu biểu như vậy. Con đường đất treo leo, trơn trượt, gồ ghề này đã quen với bước chân của thầy giáo trẻ Vàng Lao Lừ suốt bao năm qua. Là một trong những bản vùng cao, xa xôi nhất của huyện Sốp Cộp, bản Co Muông được mệnh danh là bản 50, không điện lưới, không đường, không trường, không trạm y tế và không chợ. Trước tình hình đó, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vàng Lao Lừ đã tình nguyện cắm bản, lặng thầm mang những con chữ đến với đồng bào nơi đây. Điểm trường Co Muông thì về cái thứ nhất đó là cơ sở vật chất không có. Đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi vẫn đang mượn cái nhà văn hóa của bản để duy trì cái lớp học. Và cái thứ hai nữa là cái bản Co Muông thì chưa có điện lưới, cho nên là chúng tôi chỉ tận dụng một cái nguồn điện nước ở
bản do nhân dân làm, chỉ được một cái bóng điện 15W thôi. Đúng 19 giờ, bà con dân tộc Mông kéo nhau tới lớp học xóa mù chữ của thiếu úy Vàng Lao Lử. Để mang cái chữ đến với vùng cao, thầy giáo quân hàm xanh Vàng Lao Lử đã trở thành người con của bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc để hiểu hơn về cuộc sống của bà con. Sau hơn một năm thực hiện, đến nay tất cả đã biết đọc, biết viết và làm được những phép tính đơn giản. Lử là một người thầy giáo dạy rất tốt và sau khi qua các chương trình đấy thì em cảm thấy em cũng biết đọc biết viết. Bên cạnh việc giao con chữ tới bà con, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vàng Lao Lử còn giúp nhân dân phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương như trồng cây ăn quả trên đất dốc, chăn nuôi gia súc, gia cầm, vệ sinh làng bản. Hy vọng người dân nơi đây sẽ biết chữ, biết phát triển kinh tế để cuộc sống ấm no hơn. Đó chính là mong ước giản dị và cũng chính là động lực để Vàng Lao Lử quyết tâm thực hiện những mục tiêu của mình. Thầy giáo Lử đứng lớp dạy ở trên bản đó thì giờ người dân, nhân dân trong bản là được học lớp xóa mù ở bản đó thì đạt tỷ lệ rất là cao. Đến đây thì nhân dân cũng đã biết chữ và nhận thức được, cũng biết áp dụng vào cái phát triển kinh tế xã hội. Với nhiệt huyết và cống hiến hết mình, trung úy Vàng Lao Lử đã vinh dự được đề cử là một trong những gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quân và được đề cử bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu cả nước năm 2018. Anh xứng đáng là tấm gương sáng cống hiến sức trẻ, trí tuệ của mình, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phát triển quân đội và đất nước. Tiếp theo cho bản tin, đảm bảo tính bảo mật thông tin cho các bệnh nhân dùng thuốc ARV. Sẽ thí điểm các mô hình dự phòng nghiện ma túy đối với học sinh sinh viên. Đây là một trong những nội dung quan trọng vừa được ký kết giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác dự phòng cai nghiện ma túy đối với học sinh sinh viên đến năm 2020. Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của nhà trường, nhà giáo và học sinh sinh viên về ma túy và tác hại của ma túy, từ đó xây dựng các chương trình dự phòng nghiện ma túy phù hợp và biện pháp can thiệp hiệu quả. Hai bộ sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến học sinh sinh viên, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, trao đổi cung cấp thông tin, nghiên cứu khảo sát và đánh giá kết quả triển khai dự phòng ma túy, lựa chọn hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí cho một số trường tham gia thí điểm mô hình dự phòng nghiện ma túy. Thông qua những hoạt động này, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 của Chính phủ. ARV là thuốc ức chế sự phát triển của virus HIV trong cơ thể người bệnh. Trước đây, thuốc này được các tổ chức quốc tế viện trợ, nhờ đó người nhiễm HIV ở Việt Nam được nhận thuốc miễn phí. Nhưng từ năm 2019, các nguồn tài trợ cho bệnh nhân HIV/AIDS đã bị cắt giảm gần hết. Đến hết tháng 12 năm nay, những người không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải tự chi trả khi điều trị thuốc ARV. Bảo hiểm y tế đang được coi là chiếc phao cứu sinh cho những người có H khi hết nguồn thuốc viện trợ. Tuy nhiên, bên cạnh lý do kinh tế thì lý do chính khiến những đối tượng có H sẵn sàng từ bỏ chiếc phao cứu sinh này vì lo ngại công khai danh tính. Nói chung là ai cũng là bảo là tôi là người bị nhiễm HIV rồi. Thì lúc bấy giờ thì cả gia đình nhà chồng nhà tôi thì về là luộc hết cả bát đĩa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là rất là kể cả con cháu họ hàng trong gia đình nhà chồng tôi thì đã kỳ thị và không dám đến gần. Lấy HIV từ chồng, người phụ nữ này vẫn bị gia đình chồng kỳ thị. Sự kỳ thị khiến chị rời quê ra Hà Nội kiếm sống sau khi chồng mất. 15 năm qua, chị cố sống lạc quan và khỏe mạnh, kiên trì điều trị bằng ARV, được cấp phát miễn phí và bảo mật danh tính. Tuy nhiên, khi biết thời gian tới phải dùng thẻ bảo hiểm y tế để lĩnh thuốc, chị không khỏi lo lắng. Cô dì chú bác bà đó là em rể tôi, không ai tạo quan hệ. Cháu tôi nó còn bé thì nó cũng không cho tôi đến gần. Và cái thứ hai nữa là con tôi nó cũng lớn rồi, nó có ý thức, nó không đồng ý cho tôi. Nhưng mà kể cả mẹ chấp nhận mẹ mua thuốc ngoài, chứ chúng con không đồng ý cho mẹ chuyển bảo hiểm về quê. Sống chung với HIV 11 năm,
Người phụ nữ này nhiều lần phải chuyển việc. Khi bị phát hiện, ngày nào cũng cùng một giờ vào nhà vệ sinh uống ARV. Cứ đến hẹn khám sức khỏe định kỳ, chị lại bỏ việc vì sợ mọi người biết mình có H. Dù khả năng mua thuốc ngoài chỉ được vài tháng, chị quyết không mua bảo hiểm y tế nếu bên bảo hiểm bắt buộc chị phải về quê lĩnh thuốc. Rất nhiều bệnh nhân HIV không dám mua bảo hiểm y tế vì lo sợ bị lộ danh tính. ARV là thuốc đặc thù, nên khi đi nhận thuốc từ bảo hiểm y tế, bệnh nhân phải công khai danh tính rõ ràng bằng giấy tờ tùy thân hoặc bảo hiểm y tế có dán ảnh. Theo quy định của Điều 30, Luật Phòng chống nhiễm HIVS năm 2016, người tiết lộ thông tin sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng. Nhưng những điều này không thể làm bệnh nhân có H hết e ngại. Chúng tôi cũng đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng một cái phần mềm để quản lý điều trị ARV. Và trong đó thì mỗi một bệnh nhân sẽ được gắn một cái mã. À, chúng ta sẽ sử dụng cái mã đó thay vì những cái tên hoặc là những thông tin cụ thể. Như vậy là chúng ta sẽ hạn chế một cách tối đa những thông tin đó mà những người không cần hoặc là không có trách nhiệm thì sẽ không biết được các thông tin như vậy. Chi phí thuốc ARV phác đồ điều trị bậc 1 khoảng hơn 4 triệu đồng một năm cho một người. Phác đồ bậc 2 sẽ đắt hơn từ 7 đến 8 lần. Các chi phí khám bệnh, xét nghiệm và dịch vụ đặc thù cũng khá cao. Mỗi lần phát thuốc ARV như thế này là mỗi lần các bác sĩ kiên trì thuyết phục người bệnh hiểu được bảo hiểm y tế sẽ giúp họ giảm gánh nặng về chăm sóc sức khỏe, giữ bí mật thông tin cá nhân trong quá trình điều trị liên tục và lâu dài. Theo bảng xếp hạng chỉ số Logistics tại các thị trường mới nổi năm 2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia đứng đầu về Logistics. Đây là chỉ số được xem là thước đo đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể dựa trên sức mạnh logistics và các nền tảng kinh doanh. 10 quốc gia đứng đầu bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Indonesia, Malaysia, Ả Rập Xê Út, Mexico, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Thái Lan xếp sau Việt Nam một bậc, còn Philippines kém 10 bậc. Việt Nam, Indonesia và Malaysia đã được chọn là những thị trường mới nổi có tiềm năng về logistics nhất sau Ấn Độ và Trung Quốc. Nguyên nhân là các điều kiện kinh doanh thuận lợi cùng với lợi thế về giá trị của sản xuất và chuỗi cung ứng đã giúp một số quốc gia Đông Nam Á đứng gần đầu trong bảng chỉ số. Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn cho biết vào ngày 15 tháng 3 tới sẽ chính thức tiến hành đặt hệ thống phao tiêu phân vùng trong Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn. Đây là một trong những bước đi quan trọng để tăng cường công tác kiểm soát bảo vệ Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn trước tình trạng xâm hại trong Khu Bảo tồn Biển đang diễn ra phức tạp như hiện nay. Sẽ có 24 quả phao hàng hải và 178 phao nhỏ được lắp đặt trải rộng trong khu vực diện tích mặt nước biển của Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn. Tổng vốn đầu tư lắp đặt hệ thống phao tiên trong Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn là 2,4 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn cũng cho biết, trong tháng tới cũng sẽ đưa tàu tuần tra trị giá 2,4 tỷ đồng vào hoạt động chuyên cho nhiệm vụ bảo vệ Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình Chính phủ ban hành một nghị định riêng quản lý dịch vụ karaoke vũ trường. Điều đáng nói là vào tháng 4 năm 2018, chính bộ này đã ban hành văn bản 1396 cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có hoạt động kinh doanh karaoke và vũ trường. Chưa đầy một năm, ban hành rồi lại cắt giảm, rồi lại ban hành, khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng. Các nội dung trong dự thảo gồm quy định các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa, trụ sở cơ quan nhà nước 200m, phải đảm bảo an ninh, trật tự trong kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quy định về tiêu chuẩn âm thanh với kinh doanh karaoke, vũ trường. Những quy định này gặp phải phản ứng trái chiều từ dư luận. Thì 200m đối với tôi là nếu trong nội đô thì rất là khó khăn, bởi vì hình thành người ta đã làm trước rồi. Cái thứ hai là khi người ta đã làm rồi, người ta làm cái âm rất là tốt. Để đảm bảo trong cái việc coi như là ta kinh doanh thì theo tôi thì là nhà nước nên trông chốt trong việc đó. Đặc biệt là quy định các cơ sở kinh doanh này không được chốt cửa phòng hát, không được đặt khóa hoặc thiết bị báo động, phải dùng cửa kính trong suốt. Rất khó hiểu vì mục tiêu quy định không rõ ràng. Dư luận cho rằng việc không được chốt cửa hay sử dụng cửa kính trong suốt là để tránh mại dâm trá hình, nhưng quy định này không thể ngăn chặn được mại dâm.
cho rằng là các cái thông tư nghị định của nhà nước ấy, thì không nên đề cập quá chi tiết vào những cái mà như là chi tiết của cái việc mà quản lý, mà cái đấy là nên giao cho, lẽ ra là nên giao cho các cái phòng văn hóa thể thao của các quận. Điều đáng nói là vào tháng 4 năm 2018, chính Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản 1396 cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường. Chưa đầy một năm, ban hành rồi cắt giảm rồi lại ban hành, khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng. Và các nhà làm luật vẫn có tư tưởng không quản được thì cấm. Anh có đặt ra nhiều điều kiện, anh có cấp phép chặt, nhưng sau này nếu mà anh buông lỏng thì cũng vô nghĩa. Thì anh phải quản lý được cái hậu kiểm, tức là âm thanh thế nào, trật tự trị an ra làm sao, có hành vi sai trái không. Tất nhiên những cái lĩnh vực mà nó nhạy cảm, nó rất dễ bị lợi dụng như vậy thì cơ quan chức năng sẽ phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hơn. Dự thảo này hiện đang được lấy ý kiến, và trong trường hợp được ban hành, liệu có rơi vào tình trạng chết yểu như chính những văn bản trước đó về quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường hay không là câu hỏi chung của nhiều người dân. Tiếp theo trong phần tin tức quốc tế, Triều Tiên ngày hôm qua đã bắt đầu cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14 nhằm chọn ra những đại biểu mới cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Nhật Bản kỷ niệm 8 năm thảm họa động đất sóng thần. Triều Tiên ngày hôm qua đã bắt đầu cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14 nhằm chọn ra những đại biểu mới cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Hơn 90% cử tri của Triều Tiên đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Ủy ban bầu cử Triều Tiên cho biết tất cả những cử tri hợp pháp, trừ những người đang ở nước ngoài, đã bắt đầu đi bỏ phiếu từ khoảng 10 giờ sáng và kéo dài cho tới 6 giờ tối ngày 10 tháng 3 theo giờ địa phương. Các ứng viên Triều Tiên trong danh sách bầu cử thuộc các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức và binh sĩ. Theo quy định, chỉ có một ứng viên duy nhất đăng ký cho mỗi khu vực bầu cử. Các ứng viên thắng cử sẽ thay thế cho khóa đại biểu quốc hội được bầu ra hồi tháng 3 năm 2014. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Chủ tịch Kim Jong Un đã tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở Đại học Công nghệ Kim Cha-ik, Bình Nhưỡng. Nhật báo Radong Shinman, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng bài xã luận nhấn mạnh cuộc bầu cử sẽ cho thấy ý chí kiên định của người dân trong việc tin tưởng và ủng hộ Chủ tịch Kim Jong Un. Truyền hình nhà nước của Ethiopia cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của chuyến bay số hiệu ET-302 gặp nạn vào sáng ngày 10 tháng 3, khiến 157 người thiệt mạng. Máy bay rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh ở thủ đô Addis Ababa đi Nairobi của Kenya lúc 8 giờ 35 phút ngày 10 tháng 3. Trong khi đó, hãng hàng không Ethiopian Airlines khẳng định các điều tra viên đã thu thập được cả hai hộp đen, bao gồm ghi âm buồng lái và dữ liệu chuyến bay. Vụ tai nạn hàng không tại Ethiopia trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi các nạn nhân mang tới 35 quốc tịch khác nhau, bao gồm 19 nhân viên Liên Hợp Quốc. Ethiopian Airways cho biết chiếc máy bay Boeing 737-800 MAX gặp nạn là máy bay hoàn toàn mới và chưa từng có báo cáo về lỗi kỹ thuật. Dù vẫn chưa rõ những gì xảy ra trong vụ tai nạn tại Ethiopia, nhưng dòng máy bay này của Boeing một lần nữa lại bị nghi vấn về tính an toàn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến trong ngày hôm nay, 11 tháng 3 theo giờ địa phương, sẽ đề nghị Quốc hội cấp thêm khoản kinh phí trị giá 8,6 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá 2020 để hỗ trợ chi trả cho bức tường biên giới với Mexico. Đề xuất kinh phí của Tổng thống Trump gồm 5 tỷ đô la Mỹ lấy từ ngân sách an ninh nội địa và 3,6 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách xây dựng quân đội. Đề xuất này cao gấp 6 lần mức Quốc hội cấp cho các dự án biên giới trong mỗi tài khoá 2017 và 2018, đồng thời cao hơn 6% so với mức ngân sách ông Trump có được bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong năm nay. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đề xuất tăng ngân sách cho an ninh nội địa tài khoá 2020 lên 5% so với tài khoá 2019.
Tháng trước, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để huy động trực tiếp hàng tỷ đô la Mỹ từ các nguồn công quỹ liên bang nhằm phục vụ dự án xây dựng bức tường biên giới với Mexico sau khi không nhận được sự ủng hộ của Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát cho kế hoạch này. Việc hai bên bất đồng về dự thảo chi ngân sách đã khiến chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa một phần trong quãng thời gian kỷ lục là 35 ngày. Thủ tướng Anh Theresa May đang phải đối mặt với sức ép từ chức nặng nề sau khi một số nghị sĩ bảo thủ gợi ý rằng bà sẽ phải hy sinh ngôi vị thủ tướng để đổi lấy số phiếu ủng hộ từ nhóm này cho cuộc bỏ phiếu Brexit quan trọng vào ngày mai 12 tháng 3. Truyền thông Anh đưa tin, các nghị sĩ ủng hộ Brexit cứng trong đảng bảo thủ đã tỏ ý có thể ủng hộ thỏa thuận Brexit nếu các cuộc đàm phán về quan hệ tương lai của nước Anh và EU được một thủ tướng ủng hộ Brexit dẫn dắt. Trong khi đó, một số thành viên nội các Anh đã có cuộc nói chuyện riêng với Thủ tướng Anh, cho rằng bà có lẽ nên công bố kế hoạch từ chức để đổi lấy lá phiếu ủng hộ của nhóm nghị sĩ trên. Nhiều ý kiến cho rằng Thủ tướng May nếu thất bại tại cuộc bỏ phiếu tới thì không nên tại vị đến quá tháng 6. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng hiện giờ vẫn khẳng định bà May chưa thảo luận gì đến ý định từ chức lúc này. Những đồng minh của Thủ tướng May còn cho biết bà đã chuẩn bị sẵn sàng bay sang Brussels, Bỉ trong ngày hôm nay để tiếp tục thảo luận với phía EU về thỏa thuận Brexit. Trong đợt bỏ phiếu cho thỏa thuận Brexit hồi tháng 1, Thủ tướng Anh từng tuyên bố sẽ từ chức trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến vào năm 2022. Ngày 10 tháng 3, chính quyền Palestine thông báo đã áp dụng ngân sách khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng tiền mặt do cuộc tranh cãi với Israel. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Ramallah, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Chính quyền Palestine Shukri Sara cho hay, ngân sách khẩn cấp sẽ bao gồm một loạt biện pháp thắt chặt chi tiêu như ngừng bổ nhiệm, dừng cấp tiền thưởng, giảm các khoản chi phí đi lại và ngừng thông qua ngân sách cho các dự án phát triển. Bộ trưởng Sara cũng một lần nữa nhấn mạnh việc Israel khấu trừ doanh thu từ thuế chuyển hàng tháng cho chính quyền Palestine là phi pháp. Hồi tháng 2, Israel tuyên bố đã khấu trừ 5% tiền thu thuế hàng hóa nhập khẩu qua bờ Tây và dải Gaza mà Israel phải thanh toán hàng tháng cho chính quyền Palestine. Israel lo ngại rằng việc thanh toán toàn bộ số tiền này sẽ khuyến khích bạo lực, vì chính quyền Palestine có thể sử dụng nguồn tiền này để trả cho các gia đình có người bị Israel bắt giữ hoặc thiệt mạng khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhà nước Do Thái. Trong khi đó, Palestine cáo buộc Israel cố tình giữ lại số tiền trên để buộc Palestine phải chấp thuận thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra. Tối qua theo giờ địa phương, lực lượng dân chủ Syria SDF thông báo đã bắt đầu phát động cuộc tấn công nhằm giành lại vùng lãnh thổ cuối cùng tại Syria của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cho đến thời điểm hiện tại, các vụ giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra ác liệt. Thông báo khẳng định các vụ không kích và đụng độ đã bắt đầu trở lại tại làng Bahaw gần biên giới với Iraq vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương. Trong đó, các vụ không kích chủ yếu nhằm vào các kho vũ khí của IS. Trong vài tuần qua, SDF đã nhiều lần định tấn công Bahaw song liên tục trì hoãn để cho phép dân thường gồm nhân thân của các tay súng IS sơ tán. Theo SDF, quyết định tấn công được đưa ra sau khi từ hôm 9 tháng 3 cho đến nay đã không còn phát hiện dân thường chạy khỏi Bahaw. Cũng theo SDF, trong tháng qua đã có hơn 4.000 tay súng IS ra đầu hàng. Những phần tử còn lại tại Bahaw chủ yếu là các tay súng người nước ngoài quyết tâm cố thủ đến cùng. Hôm nay 11 tháng 3 đánh dấu mốc 8 năm kể từ khi thảm họa động đất sóng thần xảy ra làm cho 20.000 người thiệt mạng hoặc là mất tích và gây ra thảm họa hạt nhân tại tỉnh Fukushima của Nhật Bản. Các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra tại các khu vực xảy ra thảm họa tại thủ đô Tokyo. Chiều nay 11 tháng 3, Hoàng tử Akishino và Công chúa Kiko đã chủ trì lễ dâng hoa tại lễ tưởng niệm quốc gia diễn ra ở thủ đô Tokyo. Hàng trăm người tham dự buổi lễ cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã dành một phút tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử thời bình của Nhật Bản. Tại thành phố Iwaki thuộc tỉnh Fukushima, khoảng 300 người tập trung tham dự một buổi lễ tưởng niệm. Sóng thần đã cuốn đi hơn 400 tòa nhà tại thành phố này, khiến 76 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Những người tham dự đã cúi đầu mặc niệm và đặt hoa tại bia tưởng niệm mới được dựng lên trong tháng này. Các em nhỏ biểu diễn một điệu múa truyền thống để tưởng nhớ các nạn nhân. Trận động đất mạnh 9 độ Richter năm 2011 là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở Nhật Bản. Nó kéo theo một đợt sóng thần cao tới hơn 27 mét,
quét sạch nhiều thị trấn và khu dân cư bên bờ biển phía đông bắc Nhật Bản, làm gần 15.000 người thiệt mạng và hơn 2.600 người khác mất tích. Thảm họa này cũng đã làm tê liệt nhà máy điện hạt nhân Fukushima và gây rò rỉ phóng xạ ở 3 trên tổng số 6 lò phản ứng hạt nhân tại đây. Người dân sống cách nhà máy gần 30 cây số đã phải di tản vì mây phóng xạ. Bản tin 20 giờ của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.